Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin chào tới ngồi tất cả quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư tín. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư qua email. Có một bạn trẻ nói là đừng có nêu tên của cháu. Thì Hoàng Tuấn xin đọc vài câu thì chắc chắn là cháu biết là chú đang nói về cháu nha. Năm nay cháu 24 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Nếu được hai chú đọc thư này lên chương trình thì cháu xin hai chú đừng có nêu tên cháu nha. Cháu theo dõi chương trình của hai chú cũng mới đây khoảng được 3 tháng nay thôi. Cháu thấy chương trình đọc báo vẹm hay và đầy ý nghĩa, phản ánh được một phần nào tình hình trong nước hiện nay mà người dân trong nước phải chịu. Cháu nói là một phần nào là vì báo trong nước chỉ nói được có một số ít tình hình hiện nay ở trong nước mà thôi. Và thưa quý vị, thì người bạn trẻ này cũng đưa lên những cái vấn đề mà bây giờ trong nước, những người ở trong nước cũng quan tâm tới là tàu lạ này, rồi ngư dân bị tàu lạ đánh đắm, bị bắt tiền chuộc, rồi về cái chuyện mà các blogger, những người mà tranh đấu cho dân chủ bị bắt. Thì mặc dù là người bạn trẻ này sống trong nước nhưng mà cũng theo dõi những tình hình, cũng mặc dù cái thông tin bị bưng bít nhưng bạn trẻ được theo dõi cũng rất kỹ. Xin cảm ơn cháu. Có một người nói là kính gửi hai anh Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn, tôi là một quân nhân mới xuất ngũ, từ khi biết cầm khẩu súng AK và biết được nguyên lý của nó, tôi mới ngẫm ra trong lịch sử Việt Nam có nhiều chuyện dối trá. Thì người này nêu cái chuyện mà trong cuốn lịch sử của Bộ Giáo dục có viết về anh hùng Can Lịch nào đó có thể bắn xuyên 5 tên lính Pháp một lần. Rồi Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai, rồi cậu bé Lê Văn Tám có thể tẩm xăng đốt mình chạy từ ngoài đường để làm nổ tung kho xăng của địch, vân vân. Thì người này nói là thấy giống y như là trong phim phim hành động á. Thì rồi cũng có tâm sự là nói về ông Hồ Chí Minh thì anh này bảo rằng là ở quê của anh đó, người ta còn tin như thế này nữa, ông Hồ Chí Minh là người có giác quan thứ 6, có thể biết được mọi chuyện trong tương lai. Vậy mà Liên Xô sụp đổ ông cũng không biết. Và cái mác danh nhân văn hóa thế giới mà Lenin và các mác có nằm mơ cũng không có được danh hiệu ấy. Còn nhiều chuyện khác nữa thì chúng tôi xin cảm ơn. Và có một bạn cũng gửi một bài báo trên báo VN Express về cái chuyện mà kiều nữ mặc áo 2 dây. Thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói chi tiết về chuyện này. Và người này cũng nói là trong đó, trong cái bài báo có nói tới ông đại tá công an là tên là ông Minh, phó giám đốc công an thành phố. Thì bạn trẻ nói rằng khi nghe tới tên Minh là nổi da gà. Ngay Minh là sợ rồi, nhưng mà ông Minh này không có râu. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin cáo lỗi là không thể nào đưa hết những tin mà quý vị gửi cho chương trình, xin quý vị thông cảm. Bởi vì có một số vị bảo rằng tại sao cái tin này không đưa, tin kia không đưa. Quý vị cũng thông cảm cho chúng ta chỉ có 20-20 mấy phút thôi. Để bây giờ xin mời Nguyễn Khôi. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi có bài báo Hà Nội mới online xin được gửi đến quý vị như sau. Khai trương trang web về người Việt ở nước ngoài. Tối nay, mùng 8 tháng 12 tại Hà Nội, TTX Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, phối hợp cùng với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao và Cục Thông tin Đối ngoại thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã khai trương trang web về người Việt ở nước ngoài tại địa chỉ www.vietkieu.info nhằm kết nối các cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đây là dự án thông tin về người Việt ở nước ngoài với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, vừa hoạt động như một trang tin tức cung cấp mọi thông tin đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với kiều bào, nói tắt là, xin lỗi quý vị, Nguyễn Khôi chú thích là tuyên truyền. Hoạt động của kiều bào hướng về quê hương, cái này là kiều là kiếm tiền, cũng như những gương mặt kiều bào nổi bật, vừa là một hệ thống cơ sở dữ liệu chi tiết về người Việt ở từng quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự ra đời của trang điện tử vietkieu.info với mục tiêu vì cộng đồng, phục vụ cộng đồng và kết nối người Việt ở khắp năm châu. Ông tin tưởng rằng trang điện tử này sẽ đáp ứng được mong đợi của đồng bào kiều bào cũng như tất cả người dân trong nước. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí đối ngoại tiếp tục đổi mới, có thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, nhiều tin bài để đóng góp tốt hơn nữa cho công tác vận động cộng đồng và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trang thông tin về người Việt ở nước ngoài có đặc điểm độc đáo là phân chia theo từng quốc gia, vì thế người dùng có thể nhanh chóng tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại một quốc gia cụ thể. Trong phần nội dung của mỗi quốc gia, người dùng cũng có thể tìm thấy phần giới thiệu sơ lược với quốc gia đó, mối quan hệ với Việt Nam cũng như những chuyến thăm của lãnh đạo hai bên. Trang web này cung cấp hệ thống đầy đủ các văn bản chính sách của nhà nước, phân chia theo lĩnh vực như quốc tịch, xuất nhập cảnh, đầu tư kinh doanh, xác nhận gốc Việt, vân vân, để hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng. Đặc biệt tại đây có một danh sách đang được cập nhật về thông tin các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.
nếu mà chúng ta chỉ đọc bài báo này không thôi, đừng có nghĩ gì khác nữa, thì thấy là cái cách làm việc của Đảng và Nhà nước Việt Nam rất là tốt. Bởi vì muốn có một cái sự nối kết giữa chính phủ ở trong nước và những người Việt Nam sống ở nước ngoài, và có vẻ chăm lo, quan tâm tới đời sống người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa quý vị, nhưng mà chúng ta nghĩ sâu một chút xíu nữa và chúng ta tìm hiểu thêm các vấn đề khác, thì thấy đây là một cái trò dối trá. Bởi vì không bao giờ mà người Cộng sản Việt Nam thương dân ở trong nước đó, đang sống trong chế độ Cộng sản và bổn phận người ta phải lo đó, người ta còn không lo. Huống gì mà lo cho người ở nước ngoài, thì lo cho người nước ngoài là gì? Bởi vì chẳng qua là đô la thôi. Thế còn bây giờ chúng tôi xin phép nói là cái chuyện cũ, ngày xưa vượt biên vượt biển thì chửi rủa, phải không? Rồi những người đi ở tù ở như là HO thì nó là có tội với nhân dân. Thế bây giờ thì người ta không bao giờ dám nhắc lại chuyện đó nữa. Kêu gọi là về xây dựng tổ quốc, rồi là đóng góp để mà giúp đỡ cho quê hương xứ sở đồng bào. Thưa quý vị, thì trong tháng 11 đó, trên chương trình truyền hình SBTN có một cái phần nói chuyện của một cô có tên là Christine Shah, trong cái chương trình có tên là Heart to Heart, từ trái tim đến trái tim. Và trong chương trình đó thì cái người hướng dẫn chương trình là cô Christine Shah đó, thì có nói chuyện với linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Và mặc dù trong tháng 11 nhưng mà cái buổi nói chuyện đó đã được rất nhiều người đưa lên YouTube và gửi đi khắp nhiều nơi để cho mọi người xem. Bởi vì cái vấn đề mà linh mục Martino Nguyễn Bá Thông đưa ra là hiện nay ở bên Campuchia có tới 30.000 trẻ em Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục. Đó là theo cái thống kê của Bộ Lao động Xã hội của Campuchia. Và thưa quý vị, những em mà bị bán làm nô lệ tình dục có tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Trẻ em Việt Nam. Trẻ em Việt Nam. Và linh mục Martino Nguyễn Bá Thông với cái khả năng riêng của ngài và những người mà hỗ trợ cho cộng tác với ngài đó, thì ngài chỉ cứu được khoảng 200 mấy chục em thôi. Và thưa quý vị, so 200 mấy chục em so với 30.000 thì con số nó rất nhỏ. Và trong đó có những em á, linh mục có nói chuyện là một ngày như vậy các em phải tiếp khách từ 10 cho đến 12, 13 lần. Và những người khách phương Tây là những người mang cái bệnh, những cái căn bệnh tôi gọi là ấu dâm. Còn những người khách mà Á Châu đó, như Singapore, Đài Loan, Hồng Kông á, thì người ta tin rằng người ta gần gũi với những cô gái, mà thực sự đây không phải là cô gái nữa. Còn trinh tiết thì sẽ mang tới may mắn trong công việc làm. Và thưa quý vị, khi nói tới cái show này thì cái người được phỏng vấn và cái người phỏng vấn đó, người nào cũng nghẹn ngào, cũng rơi nước mắt. Và tất cả những người mà xem đó cũng đều thấy xót xa, trong đó có Hoàng Tuấn. Thì thưa quý vị xem thử cái website mà lo cho người Việt Kiều ở nước ngoài, không phải là những sống ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Anh, trong khi đó Campuchia với Việt Nam nó sát một bên. Mà từ hồi đó tới giờ, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ chúng tôi thấy báo chí ở trong nước, 600-700 cơ quan truyền thông báo chí của Đảng và Nhà nước đưa vấn đề này ra cả. Trong tất cả những cái chương trình mà Quốc hội bàn luận về cái chuyện mà chăm lo cho đồng bào đó, thì cũng không bao giờ đề cập tới vấn đề này. Trong cái đó, thưa quý vị, người ta bỏ tiền ra, người ta làm đại lễ Thăng Long tốn khoảng 266 tỷ đồng. Rồi người ta đang tính chuyện xây đường cao tốc nữa. Trong khi đó đó, không có một cái hành động nào để cứu giúp bất cứ một em bé nào mà bị bán ở bên Campuchia. Quý vị xem, quý vị sẽ thấy những khuôn mặt trẻ thơ 6 đến 12, 13 tuổi phải làm những cái công việc, thưa quý vị, chúng tôi không thể nào mà diễn tả được bằng lời. Và nó đau xót vô cùng. Thì thưa quý vị, như vậy thì người Cộng sản người ta có lương tâm không? Cứ mỗi lần mà Hoàng Tuấn đưa con đi học và đón con về đó, nhìn những đứa trẻ đó, thì cái chuyện này nó lại hiện lên trên đầu. Là chúng tôi không biết diễn tả như thế nào. Thì chúng tôi xin phép tạm ngưng phần 1 của chương trình. Xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, để khi trở lại phần 2 thì Hoàng Tuấn sẽ có một vài điều nhỏ để thưa với quý vị về vấn đề này. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì nói về cái chuyện mà trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục ở bên Campuchia đó, thì chúng tôi có ý kiến như thế này. Đây là ý kiến riêng của Hoàng Tuấn thôi, và hy vọng là anh Nguyên Khôi cũng như là một số quý vị khác cũng sẽ đồng ý. Những người nào vẫn còn tin rằng chế độ Cộng sản bây giờ đã thay đổi, chế độ Cộng sản bây giờ đã cởi mở rồi, muốn mọi người quên đi quá khứ để hướng tới tương lai, và muốn có một cái sự nối kết với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại để cùng nhau xây dựng đất nước, thì thưa quý vị, cái chuyện nó hoàn toàn không có. Nếu mà những người nào tin như vậy thì chúng tôi khẳng định rằng đó là một sự ngây thơ kinh khủng. Và những người nào
chúng ta đang ở trong cái mùa chuẩn bị Noel và chuẩn bị Tết Tây Tết Ta. Những người nào vẫn thường tổ chức những buổi tiệc để mà đón chào tổng lãnh sự hoặc là phái đoàn của Cộng sản Việt Nam sang Mỹ hoặc là sang các quốc gia quý vị đang cư ngụ, để tính cái chuyện mà bắt tay xây dựng đất nước, thì chúng ta phải xem lại cái buổi phỏng vấn của cô Christine Sa và Linh Mục Nguyễn Bá Thông. Chúng ta phải xem lại những hình ảnh đó để thấy rằng công việc làm của mình nó có đúng hay không. Và những người nào vẫn thường tổ chức những buổi tiệc ca hát hoặc là đi tham dự những buổi tiệc do Tổng lãnh sự và Cộng sản Việt Nam tổ chức ở hải ngoại để mời gọi những người ở hải ngoại chung tay về xây dựng đất nước, thì chúng ta cũng cần phải xem cái chương trình này để thấy rằng là những người cộng sản đó người ta không có lương tâm. Ngày xưa chúng ta nói rằng là chế độ cộng sản là chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tam vô, vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì chúng tôi nghe cái chữ vô gia đình nó không còn đúng nữa. Bởi vì người cộng sản bây giờ người ta lo cho gia đình người ta dữ lắm. Quý vị thấy con cái các ông lớn đưa ra nước ngoài để đi học, và con cái các ông, con cháu các ông đó, cháu nội cháu ngoại còn nhỏ trong nước đó thì cũng được gửi ở các trường mà quốc tế để học. Cho nên là vô gia đình thì cái chuyện nó không còn nữa, nhưng mà vô tổ quốc thì còn. Vì đất nước của mình bây giờ Trung Quốc nó muốn làm gì nó làm, và mình muốn làm gì thì phải sang hỏi ý kiến là đánh trước đó. Còn cái chế độ mà vô tôn giáo thì cái đàn áp tôn giáo quý vị thấy rồi, người ta vô tôn giáo nhưng người ta bây giờ người ta lại đổ sang là mê tín dị đoan nè. Rồi còn cái chuyện mà một cái vấn đề khác nữa là bây giờ chúng ta phải, bây giờ người ta dùng cái chữ là vô cảm, nhưng mà chữ vô cảm nó nhẹ lắm. Chúng tôi phải dùng cái chữ là vô lương tâm, tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn. Quý vị, chúng tôi không biết là ông Nguyễn Minh Triết nè, ông Nông Đức Mạnh nè, ông Nguyễn Tấn Dũng nè, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, ông Phùng Quang Thanh, có bao giờ các ông ấy xem những cái phim tài liệu nói về những trẻ em Việt Nam bị bán ở bên Campuchia hay không? Và nếu mà có xem thì chúng không biết các ông ấy nghĩ gì. Có lẽ các ông nghĩ rằng ồ, chả bao giờ con cháu của các ông ấy lọt vào cái tình trạng đó cả. Thì thưa quý vị, nếu như vậy thì làm sao bảo rằng kêu gọi người Việt ở nước ngoài trở về để xây dựng đất nước, để chung tay. Chúng tôi kêu thiết tha kêu gọi những vị nào còn nghĩ như vậy, còn tin như vậy, hãy xem. Quý vị, cái việc vô YouTube đánh cái chữ Linh Mục Nguyễn Bá Thông là sẽ có tài liệu cho quý vị xem. Vâng, thưa quý vị, và bài báo kế tiếp mà chúng tôi đang có trên tay là bài báo của tờ An Ninh Thủ Đô. Minh bạch là sống còn. Cho thế này, trên thế giới đã tổ chức tới 14 hội nghị chống tham nhũng quốc tế. Từ khi có tổ chức xã hội có quyền lực, nhân loại đã gọi tên tham nhũng bằng những từ ngữ khác nhau. Tuy nhiên, chỉ khi tham nhũng trở thành căn bệnh nan y lây lan ở hầu hết mọi quốc gia, nhất là khi tổ chức minh bạch quốc tế ra đời, thì nạn tham nhũng mới được cả thế giới đặc biệt quan tâm và quan ngại. Hội nghị chống tham nhũng quốc tế lần này vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Không phải ngẫu nhiên tổ chức chống tham nhũng quốc tế lấy tên là tổ chức minh bạch quốc tế. Minh bạch chính là vũ khí phòng chống tham nhũng sắc bén nhất. Minh bạch là ánh sáng chói gắt soi rọi vào bóng tối tham nhũng. Minh bạch là sự sống còn của mọi quốc gia trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go, thách thức, thậm chí đổ máu này, hy sinh như một số quốc gia. Việt Nam cũng đã thành lập Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia, hàng năm đều tổ chức đánh giá công tác hoạt động hiệu quả và đề ra các biện pháp phòng chống quốc nạn tham nhũng. Các kỳ họp quốc hội hàng năm cũng dành thời lượng đáng kể đánh giá những gì đã làm được và những gì còn tồn tại yếu kém. Vấn đề tham nhũng đã được báo động trên diễn đàn quốc tế và quốc gia. Mỗi quốc gia đều có một hệ thống luật pháp và tư pháp mạnh để phòng chống tham nhũng. Song công cụ hữu hiệu nhất để chống tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế giúp các nước chính là sự minh bạch. Thì thưa quý vị, bài báo này nhắc đi nhắc lại cái sự minh bạch, cái chữ minh bạch. Dạ vâng. Và họ yêu cầu, tức là theo tổ chức quốc tế nó muốn minh bạch thì mọi sự cũng là trong sáng rõ ràng. Những các lợi tức của quốc gia, kinh tế quốc dân đều phải có những con số mà mọi người ai quan tâm tới thì đều có thể được biết những con số đó. Bài báo này nói rất là hay, nhưng mà vẫn chưa dám nói tới một câu là ở Việt Nam cũng cần phải có cái sự minh bạch đó. Việt Nam thì khi mà lúc nào cũng nhắc đến minh râu thì không thể nào có minh bạch được. Thưa quý vị, tại vì rất là dễ dàng thôi. Nếu mà như bài báo này nói đó, thì rất là dễ dàng với cái cách làm việc của tổ chức minh bạch quốc tế như vậy đó. Thì họ cứ minh bạch cái số tiền lương, phải không ạ? Cái số lợi nhuận, cái lợi tức và nhất là cái tài sản của các ông lớn xem là nó ở đâu, nó có những gì thì nó minh bạch rõ ràng thôi. Tổ chức đại lễ mà cho tới bây giờ này mới nói là tốn khoảng 260 mấy tỷ, mà không biết là có đúng hay không nữa. Không thì bây giờ mấy ông lớn, ông Chiết, ông Dũng, các ông chủ tịch tỉnh, các ông bí thư tỉnh ủy cứ liệt kê danh sách của nhà, của tài sản của các ông đã ra, các ông ở trong rừng ra, tay không nhá, với tay không mà mình làm nên tất cả đấy nhá. Thì đúng, tay không mà đánh Mỹ đánh Pháp thì tay không thì nhiên có nhà lầu xe rồi. Ông trong rừng ông ra,
mà ông Lương á, thì rất là Lương thì rất là gọi là rất là bình thường như mọi người công nhân viên khác thôi, mà tại sao bây giờ nhà to cửa lớn như vậy? Nói, người ta nói cái chữ lương lậu, lương thì không bao nhiêu mà nó lậu thì nó nhiều, thì minh bạch cả cái lậu ra anh Hoàng Tuấn này, đã lậu làm sao minh bạch được. Như vậy thì cái chuyện là chống cái tham nhũng của Việt Nam không được à? Không được, khó lắm, khó lắm. Rồi vạn nạn. Thưa quý vị, người ta lo làm một cái website để lo cho những người Việt sống ở nước ngoài, rồi những trẻ em bị bán bên Campuchia thì sát bên không ai nói tới cả. Bây giờ người dân trong nước thì được người ta đối xử như thế nào? Phó công an xã dí súng vào đầu dân. Tội gì vậy? Công an huyện, bây giờ anh bình tĩnh nghe đọc nhé. Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã lập tổ công tác xác minh trường hợp ông Nguyễn Văn Đẩu là phó trưởng công an xã Hậu Mỹ Bắc, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, vô cớ đánh trọng thương, thậm chí kê súng vào đầu anh Hồ Văn Tuấn để dọa bắn. Thì khi trao đổi với phóng viên của báo Việt Nam Net thì ông Nguyễn Văn Nhường là công an viên của xã Hậu Mỹ Bắc A đó, huyện Cái Bè, Tiền Giang đã xác nhận là thông tin đó đúng. Ông Nhường cho biết là hiện tại phía công an huyện Cái Bè đang tiến hành điều tra xác minh về việc anh Hồ Văn Tuấn, xin lỗi, Hồ Văn Tuấn, sinh năm 83, bị ông Nguyễn Văn Đẩu là phó trưởng công an xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè đánh trọng thương. Thì công việc không có gì hết á, ông Đẩu với hai công an khác đã tới quán cà phê để lập biên bản những vi phạm của quán này. Thì khi lập biên bản thì chủ quán không đồng ý, không ý đi ký. Thì mấy ông này mới kêu anh Hồ Văn Tuấn đó đang uống cà phê với mấy người bạn đó là làm chứng, ký. Thì anh Tuấn này nói không, tôi đâu có biết sự việc thế nào đâu mà tôi ký. Rồi anh còn nói thêm như thế này, cán bộ uống rượu rồi thì lập biên bản ai? Thế là biên bản mà uống rượu, nghĩa là anh có hơi rượu, hơi men, mà là biên bản ai? Như vậy mới dễ kiếm tiền, đang nhậu, nó sừng sừng như vậy, cần thêm tiền, nhưng mà cần thêm tiền mới lập văn bản. Mà người dân mới nói tới đó thôi nha. Thì tức khí ông Đẩu liền lớn tiếng đòi bắt anh Tuân và đưa anh Tuân về trụ sở công an xã. Chưa hết đâu. Vừa tới sân trụ sở thì ông Đẩu chụp cổ anh Tuân, đánh liên tiếp mấy cái vào mặt. Anh Tuân gỡ tay ra thì ông Đẩu móc súng bắn một phát chỉ thiên, rồi lôi anh Tuân vào trong, đánh hai cái vào đầu bằng ba súng, làm chảy máu. Thưa quý vị, chỉ cái viên người ta nói vậy thôi, cụp cổ đánh rồi khi mà bắn xuống chỉ thiên đó để là tức là để dọa nạt, phải không? Dọa nạt không dám, là chỉ người ta không có dám giằng co nữa thì lấy cái bá súng đập vào đầu. Thì lúc này một cán bộ công an huyện đến thì ông Đẩu mới cho anh Tuân đi bệnh viện. Vài ngày sau khi mà cái sự việc nó xảy ra đó thì ông Đẩu mới đến gia đình anh Tuân xin lỗi và đưa 500.000 đồng tiền hỗ trợ tiền thuốc, nhưng anh Tuân không có nhận. Đâu có đơn giản như vậy. Tự nhiên cái anh chụp cổ anh đánh bể đầu coi giờ đưa. Thì bây giờ hiện tại công an huyện Cái Bè đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc trên. Sự việc mà còn làm rõ gì nữa, nó thộp cổ người ta, đánh bể đầu người ta ngay để mà làm gương cho những vậy mà còn điều tra làm rõ, tôi chả biết rõ cái chỗ nào mà. Nhưng mà cái này nếu mà có phải ra tòa, ông này cũng nhẹ tội cho anh. Tại vì tôi có đọc tin ở trên đài quê hương hàng ngày đó, nhưng nhiều khi mình đọc những cái tin gọi là bị ảnh hưởng của rượu. Tại vì luật sư gọi ra tòa có thể lúc đó là ông ấy, thưa quý vị, là ông ấy hơi quá ly quá chén một chút xíu, ông ấy không có kiểm soát được cái con người của mình, cho nên cư xử nó không được bình thường, xin tòa có thể xử nhẹ một chút. Ở đây về cái phần tin cuối đó thì tôi xin chia sẻ với anh cái này. Báo VN VNExpress.net á, thì có nói về cái chuyện mà cái tệ nạn đua xe. Nhưng mà cái ông công an, ông nói là phải pha kiều nữ áo 2 giây thì mới mong giảm đua xe được. Rồi. Cái chuyện đấy có liên quan đến nhau, cái chuyện đua xe là... Đây, tôi mời anh đọc, giùm tôi cái đoạn này nhé. Đây. Còn một thành phần khác chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Đó là mấy cô trẻ mặc áo 2 giây tham gia tụ tập đua xe. Chính họ có tác động kích thích mấy ông trẻ làm những điều bốc đồng, gây mất an ninh trật tự. Cần xử phạt cả mấy cô này thì mới mong giảm nạn đua xe trái pháp. Thì thưa quý vị, giờ xử phạt làm sao bây giờ? Bây giờ đó chỉ có cách thôi, mặc áo 2 giây phạt, mặc áo 3 giây hay là không có giây nào, không có gì nào. Bây giờ làm sao bây giờ, người ta mặc áo, người ta mặc áo 2 giây, luật trong trong không có luật nào cấm mặc áo 2 giây cả. Thì bây giờ anh dỡ lại cái trang đầu đó, xin phép nha, để xem thì cái ông này là ông nào. Cái ông mà đó là ông phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh nói trong buổi đăng đàn trả lời chất vấn. Thì như thế này, cái chúng tôi cũng sắp hết giờ rồi. Xin thưa quý vị, anh Nguyên Khôi vừa đọc cái đoạn đó là ông này ông bảo là cái nạn đua xe không giải quyết được. Bởi vì nó chưa tới tuổi vị thành niên, rồi công an không thể rình mà bắt được. Rồi xe cộ nó không phải mấy đứa nhỏ nó đứng tên mà bố mẹ nó đứng tên. Rồi nó không phải là người của thành phố, nơi nơi khác nó đến. Nói chung là cố gắng tất cả mọi thứ nhưng mà không chịu thua, đầu hàng. Và bây giờ thì phải bắt mấy con bé mà mặc áo 2 giây đua xe. Thì cái chuyện này nó rất là rõ như thế này, bởi vì
những đứa mà nó đi đua xe đó, mấy thằng nhóc đó, xin lỗi quý vị, chúng tôi dùng từ baby, nó còn nhỏ lắm, là con không cháu cha cả. Bây giờ nó bắt đó thì là đụng tới con ông lớn, cho nên bây giờ là bây giờ thì bắt mấy đứa bé, mấy con bé, cô bé mà mặc áo hai dây, thì quý vị thấy cái chuyện đó là cái là cái số sáu nhất, nhận vô cùng. Bây giờ cái đứa mà nó đua xe phải bắt nó chứ, tịch thu xe nó, tự nhiên cái bắt con bé nó mặc áo hai dây, rất là vô duyên. Chắc là thời gian cũng không còn nữa, chúng ta xin kính chào tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn gặp lại quý vị với tiết mục này kỳ tới. Và quý bà quý cô về Việt Nam thì nhớ đừng mặc áo hai dây nhé, không bị bắt oan đấy.